Hơn 2 tháng nay, số ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng tăng nhanh. Cùng với đó, thì số ca bệnh nặng cũng có chiều hướng tăng lên, bởi vẫn còn các trường hợp chưa tiêm chủng vaccine vì nhiều lý do khác nhau. Trước thực tế đó, thì thành phố đã huy động cả hệ thống y tế triển khai phương án tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19. Đây là khu vực được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà thiết lập để điều trị bệnh nhân COVID-19. Với quy mô 50 giường bệnh, nơi đây tiếp nhận các bệnh nhân nguy cơ cao và hầu hết rơi vào nhóm người lớn tuổi có bệnh lý nền mãn tính. Tại đây, người bệnh được theo dõi điều trị, đánh giá các chỉ số và tiên lượng diễn tiến bệnh kịp thời. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề là điều trị những cái ca mà bắt đầu trở nặng và có nguy cơ trung bình và nguy cơ cao. Còn lại là trước đây thì hầu như là những cái ca này đều chuyển lên tuyến trên, thì làm cho cấp cứu 115 cũng rất là vất vả, chuyển tuyến liên tục. Và các cơ sở như Hòa Vang, Bệnh viện Dã Chiến thì tăng số lượng lây. Trước thực trạng số lượng F0 trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng, ngành y tế tập trung triển khai những giải pháp quyết liệt nhằm hạn chế hết tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế, bảo đảm công tác thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, nhất là bệnh nhân nặng. Mô hình bệnh viện tách đôi vừa khám chữa bệnh bình thường, vừa tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 được triển khai nhanh chóng với sự tham gia của nhiều bệnh viện, bao gồm cả bệnh viện trung ương và tư nhân. Thì Bệnh viện Hồng Y Đà Nẵng đã tiến hành thành lập khu điều trị COVID riêng biệt, đảm bảo về công tác chống nhiễm khuẩn cũng như đảm bảo cho lây nhiễm chéo với tất cả những người bệnh đến khám tại Bệnh viện Hồng Y Đà Nẵng. Thì chúng tôi thành lập theo mô hình là tháp 3 tầng với dung lượng 180 giường, đảm bảo thực hiện điều trị tất cả các chuyên khoa nội ngoại sản nhi, và cũng đã trang bị đầy đủ những thiết bị cơ số thuốc điều trị virus cũng như là oxy. Ban đầu thì chúng tôi triển khai thực hiện tiếp nhận những trường hợp mức độ từ thấp đến trung bình. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ triển khai tiếp mô hình sẽ điều trị những trường hợp mà nặng hoặc là nguy kịch. Bệnh viện 119 là bệnh viện đa khoa hạng 1, như vậy thì tất cả các chuyên ngành là mà chúng ta sẽ hỗ trợ được cái khu điều trị của bệnh nhân COVID. Vì đặc biệt bệnh nhân COVID là bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân bị bệnh này. Như vậy cái bệnh nền là chúng ta điều trị bệnh nhân là điều trị toàn diện chứ không phải điều trị COVID không. Hiện các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đang điều trị tổng cộng 1.600 bệnh nhân mắc COVID-19. Cùng với bệnh viện Dã Chiến tại khu ký túc xá phía Tây, thì việc huy động hệ thống các bệnh viện cùng chia sẻ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 giúp tối ưu hóa hệ thống y tế, giảm quá tải, kịp thời can thiệp điều trị các bệnh nhân có chuyển nặng, hạn chế tử vong do COVID-19.